Theo xác nhận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vào sáng ngày 31 tháng 12, huấn luyện viên Chu Xie đã triệu tập bổ sung 2 cầu thủ vào danh sách chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo đó, hậu vệ Hồ Tấn Tài và trung vệ Bùi Tiến Dũng là những cái tên được nhà cầm quân người Pháp tin tưởng. Đáng chú ý, Hồ Tấn Tài là một trong 5 cầu thủ có tên trong đề cử của bóng vàng Việt Nam năm 2023. Hậu vệ của Công an Hà Nội từng là nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn Bùi Tiến Dũng, đó là lần thứ 2 liên tiếp anh được gọi bổ sung lên tuyển. Hai trận mở màn vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11 vừa qua, trung vệ của Thể Công Viettel được trao cơ hội sau khi Duy Mạnh chấn thương. Theo lịch, 35 cầu thủ sẽ hội quân ở Trung tâm Đào tạo trẻ VFF trong ngày 31 tháng 12, sau đó lên đường sang Qatar vào ngày 5 tháng 1. Tiếp đón đội bóng bét bảng Sheffield United trên sân nhà, Man City dễ dàng áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Kết quả là nhà đương kim vô địch đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút 14 nhờ công của Rodri. Tuy nhiên dù tỏ ra áp đảo, thế nhưng cũng phải tới phút 61, The Citizen mới có được bàn nhân đôi cách biệt do công của Alvarez. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Thắng dễ 2-0, Man City tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, cùng bằng 40 điểm với Arsenal, nhưng hơn về hiệu số. Hiện tại thầy trò Pep Guardiola đang kém hai đội bóng xếp trên là Aston Villa và Liverpool 2 điểm. Ở một diễn biến khác, Chelsea nhọc nhằn giành 3 điểm trước tân binh Luton Town. Đội bóng của huấn luyện viên Pochettino có được 2 bàn trong hiệp 1 và 1 bàn ở đầu hiệp 2. Nhưng Luton đã vùng lên mạnh mẽ ở khoảng thời gian cuối trận để rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Suýt chút nữa đội chủ nhà đã có thể săn bằng cách biệt nếu như VAR không từ chối bàn thắng của Adebayo ở phút 74. Lúc này The Blues đang có 28 điểm, vẫn dậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trên sân Allianz, Roma là đội có được pha tấn công nguy hiểm đầu tiên trước chủ nhà Juventus. Nếu không có tài năng của thủ môn Szczesny, La Bà đã sớm phải nhận bàn thua sau cú sút của Cristante. Những phút tiếp theo, Juventus lấy lại thế trận và tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành Roma. Đáng tiếc, Vlahovic hay Kenan đều không gặp may trong các pha dứt điểm của mình. Thế trận đôi công diễn ra hấp dẫn nhưng chưa có bàn thắng nào cho hai đội và hiệp 1 khép lại với điểm nhấn cuối thuộc về Dybala. Tiền đạo của Roma có lẽ là người tiếc nuối nhất vì ngay sau giờ nghỉ, đội khách bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 47, Juventus đã khai thông thế bế tắc do công Rabiot, tiền vệ ở Serie A nổ súng nhiều nhất trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải trước với 14 bàn thắng. Thời gian còn lại, thủ môn Szczesny tiếp tục chứng minh giá trị của mình với nhiều lần cứu thua cho đội nhà. Qua đó, Juventus bảo vệ thành công lợi thế mong manh, thắng 1-0 và là trận thắng thứ 12 với cùng tỷ số này ở Serie A trong năm 2023, nhiều nhất ở giải đấu. Juventus nhì bảng với 43 điểm sau 18 vòng đấu, rút ngắn cách biệt xuống 2 điểm với Inter Milan. Còn Roma đứng thứ 7 với 28 điểm. Tương tự, AC Milan đánh bại đội khách Sassuolo với bàn thắng duy nhất của Pulisic ở phút 59. Với kết quả này, AC Milan đứng thứ 3 với 36 điểm, hơn vị trí 16 của bại tướng tới 20 điểm. Trong chuyến làm cách trước Antalya, đợi bóng của Ronaldo để thủng lưới trước, nhưng sau đó Brozovic đã mở ra thế trận ngược dòng cho Anat cùng với các đồng đội khác là Laporte và Otavio. Còn pha lập công ở phút bù giờ thứ hai của Ronaldo đã giúp Anat ấn định chiến thắng 4-1 trước Antalya. Đó là bàn thắng thứ 54 trong năm 2023 của siêu sao Ronaldo, gồm 44 bàn cho Anat và 10 bàn cho màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở cấp câu lạc bộ, anh ghi 34 bàn ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, 1 bàn ở giải King Cup, 3 bàn ở FC Champions League và 6 bàn ở cúp vô địch các câu lạc bộ Ả Rập. Với hiệu suất này, Ronaldo kết thúc năm 2023 với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới trong một năm dương lịch. Đó cũng là lần thứ 5 Ronaldo đứng đầu như vậy sau các năm 2011, 2013, 2014 và 2015. Nhưng thành tích tốt nhất của cá nhân anh lại vào năm 2016 với 55 bàn thắng. Xếp sau lão tướng 38 tuổi là Harry Kane và Mbappe với cùng 52 bàn thắng. Tiếp theo là Erling Haaland với 50 bàn, còn Messi chỉ có 28 bàn sau 44 trận. Như vậy, trận thắng thứ tư liên tiếp giúp Anat ra cố ngôi nhì bảng với 46 điểm, kém Al Hilal 7 điểm.